Ok, mình sẽ đánh một số ván 3 phút cho nhanh lên 2K. Nhập thạch như thường. Rồi, chẳng mắc sai lầm. Mặc trẻ sẽ rất tập trung. Mẹ rồi. Không ăn tốt lên được. Làm thì làm đi. Chuẩn bị nước chiếu hết đây. Không chiếu đây rồi. Không chịu vất hậu được.
23 giây. Chưa hết à? Đây rồi. Vâng, cầu thủ Italy đánh khai cuộc London. Con gì dữ? What the hell? Con gì dữ? Không thể tin nổi. Chưa thực sự đã đánh vòng đấu như vậy. Ôi rồi. Lên. Ba giây. Một giây.